Oshin. Oshin, đây đây Oshin của mình đây. Và Oshin chào mọi người đi. Oshin chào mọi người. Ngày hôm nay thì Liễu ăn món vi cá mập đó. Đâu bị gói mà. Ăn vi cấp mập để cho mình mập lên. Mập như heo ớt heo con này. Cháo. Ô xin kỳ quá à, ngày mai tôi đổi luôn. Gia đình mình nghèo lâu rồi ba. Con muốn đổi đời mà ba. Đừng lấy nghèo là cái cớ rồi làm điều sai trái với người khác. Nghèo không có nhục, chỉ có những người vì nghèo mà đạp đổ tất cả mới là nhục. Nhưng mà nghèo người ta sẽ coi thường mình đó ba. Không ai coi thường những người nghèo, chỉ coi thường những người nghèo nhân cách thôi. Thì đang ở nhà nó nè. Trời ơi, không nghe nói không đâu có biết, cái xe cái nhà chà bá nuôi con sư tử ở trong nhà luôn nè bà ơi. Rồi nó để dàn karaoke ở đây nữa nè. Cái dàn karaoke nhỏ xíu nè, hát bằng điện thoại. Thì mai mốt tôi về chơi nó vài bữa về. Mai mốt về. Ủa không chờ chú. Ủa trời, chú qua đi lâu chưa? Út hả con? Dạ. Bé Út phải không? Dạ. Trời ơi sao chỗ này mày lớn dữ hả? Trời con lớn rồi. Mới có năm trời tao không lên mình lớn dữ hả? Dạ con càng ngày càng phải lớn, uống sữa hàng ngày. Có chồng chưa? Dạ sắp. Trời ơi cái mặt đẹp quá mà. Cảm ơn chú. Thế vì thằng nó theo đúng không? Dạ theo không à, con cô bao giờ theo ai đâu. Chị Liễu thì có. Liễu con bác hả? Dạ. Đúng, đứa có người yêu hả? Con thấy chị có nhiều sự lựa chọn. Vậy mà nó nói tao nó chưa có người yêu, chưa ai theo nó. Con này nhiều khi chuyện tình cảm nó giấu. Mà thôi, chuyện tình cảm nó mình đâu có xen vào chi. Dạ, dạ, dạ. Ủa mà chú ơi, trời ơi, dạo này chị Liễu hơi bị xuất sắc. Con rất là nể chị Liễu. Trời, con rất là thần tượng chị. Không phải là chỉ có mình con, mà là cả hàng xóm. Và giữa người mà quen biết chị là ai cũng thích chị hết. Và ai cũng nể chị, ai cũng khâm phục chị. Dụ gì, dụ gì? Dạo này nha chú ơi, chị đụng cái gì là nó phát, đụng gì là phát. Hả vậy hả? Dạ. Chị không biết sao á, trời ơi chị hay lắm. Tạo cái hình tượng của chị cũng rất là hay. Chị biết làm sao cho mình có rất là giá trị khủng khiếp. Và làm sao cho nó người ta rất là mến mình. Và làm cho người ta rất là tin tưởng về bản thân mình. Trời ơi, cũng thấy hay muốn chết. Con chú mà. Hồi chú ơi, hồi nhỏ mình cũng uống nắng nó đàng hoàng. Dạ. Nên giờ nó cũng đàng hoàng. Thì ở dưới quê người ta cũng nói ra nói vô. Trời. Người ta nói sao con anh giỏi giang mà con người ta kỳ quá. Chú nói giỏi giang gì đâu. Số. Trời chú nói vậy đó. Ra là căn bản gia đình dạy đàng hoàng, nó cho đàng hoàng. Trời hèn gì, trời không biết sao con rất là ghen chị Liễu ghê luôn á. Chị Liễu cái gì cũng có hết luôn á. Bây giờ con tăng tính á, lại đang hùng với chị đó. Mà hùng gì? Chị làm ăn nhiều cái lắm chú ơi. Đất đai nè, mỹ phẩm nè. Rồi cái gì ăn uống thực phẩm, chức năng gì đó, cái gì cũng có hết luôn. Mà cái gì mà chị nói là cái đó là phát không? Toàn tiền vô không, tiền vô như nước. Nói chung là nó cũng có khiếu làm ăn. Nó cũng giỏi. Thì một tay chú dạy chứ ai. Ủa chú giỏi quá à. Nhưng mà chú đâu có cái gì mà được thành công như chị đâu. Nói sao mình thấy bị đẹp và vô duyên mà. Ở dưới quê tao thành công chứ sao không thành công. Con nghe nha. Con nghe là chị Liệu một tháng kiếm được 1 tỷ đồng đó. Dễ chưa? Tao dạy rồi đó. Vậy là trước cũng hàng tháng cũng lạnh lương hơi bị nhiều lắm phải không chú? Tôi có trồng lúa lương đâu nhiều. Chị Liễu không có gửi tiền cho chú à? Thì cũng có mà chút đỉnh thôi, nhưng con cái thành công là mình vui rồi chứ mình đâu cần tiền con cái chị. Trời. Nhưng mà mình vui là mình dạy nó gì là nó giỏi đó. Ôi vậy ta. Nó đi công chuyện anh chưa về. Chưa về hả chú? Ủa chừng nào vậy hả chú? Nó đi ký hợp đồng thì ai biết. Trời ơi, ký hợp đồng hoài luôn á. Thôi con phải về nhà, con phải đem tiền để hùng một cái làm ăn gì của chị mới được. Vậy hả? Dạ. Nó lát con về chú báo lại cho. Dạ có gì chú nhớ báo cho con nha. Thôi bye bye chú. Trời con bé dễ thương xinh xắn dễ thương. Ba. Trời
Trời ơi, nở mày nở mặt lắm bà ơi. Chốm này thần tượng gái mình giống như là thần tượng diễn viên điện ảnh. Nó chưa gì à. Khi nào về bác ha. Hello. Ok, lát nữa tôi sẽ chuyển qua cho anh 2 tỷ. Ok, trời, vấn đề tiền bạc đối với tôi không thành vấn đề. Ok, uy tín là trên hết mà. Con sao? Con nhỏ gì mới qua kiếm. Ai ba? Nhỏ gì lai á. À, con Út Đớt đó hả? À, nó qua kiếm con. À, đúng rồi, con có làm ăn với bé đó. Con đang kêu bé đó nó hùng vốn với con để làm ăn kinh doanh đó mà. Má con hỏi thăm con sao lâu quá không thấy về thăm nhà. À trời ơi, ba nói với má giùm là con bận lắm, không có thời gian. Ba cũng biết đó, công việc của con rất là bù đầu bù cổ. Mà làm gì cũng cẩn thận nha con. Sao vậy ba? Nhiều khi mình làm vừa lòng người này, không vừa lòng người kia, mình cẩn thận. Chứ nhiều khi tiền bạc mà nó có nhanh quá, người ta nói ra nó vô. Ủa đâu có gì đâu ba. Trời ơi, ba phải tự hào về con gái ba chứ. Thì con ba gái biết ba rồi. Ba biết là một tháng kiếm bao nhiêu tiền không? Ba đâu có quan tâm chuyện tiền con kiếm được. Ba chỉ quan tâm là cái lời ra tiếng vô của người đời. Trời ơi ba, sao ba cổ hủ quá à? Con nói thiệt, con xin lỗi ba. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ thời buổi này đó là mình tự kiếm tiền mình sống, chứ đâu có ai nuôi mình ngày nào đâu. Mình phải sống theo cái lời nói của người ta vậy ba. Ba nhắc vậy thôi chứ ở cái đất này nó cũng khó, chứ không phải như dưới quê mình có gì ăn nấy. Ba cứ tin tưởng con gái ba ha, đừng có lo gì trơn. Miễn sao mỗi tháng con gửi tiền về cho ba má vài tỷ là được rồi. Cứ dưỡng già đi, đừng lo gì cả, mọi thứ để con lo. Thôi để ba đi kiếm gì cho ăn nha. Ăn gì chưa? Dạ chưa. Để ba đi nấu gì cho con ăn. Dạ. Là cho nhiều vô được cũng có xài đâu. Rất dễ sợ. Ở nhà với ba tôi là sướng nhất. À quên, tới giờ hành nghề rồi. Ô cha, kiếm thêm vốn à. Life ít quá mới có 3 người thôi, đợi 15 người rồi nói luôn. Đủ rồi. Xin chào mọi người, Liễu xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì Liễu vừa mới đi ra ngoài ký một cái hợp đồng trị giá khoảng 15 tỷ. Mình bận bịu quá, bây giờ không có thời gian để nói chuyện với tất cả mọi người. Sao? Liễu đẹp quá hả? Cảm ơn mọi người. Tại vì Liễu mới vừa đi spa đó, Liễu đắp mặt nạ vàng 24K đó. Cho nên là cái mặt của Liễu rất là đẹp. Cảm ơn bạn. Cái áo lông này hả? Bạn thích hả? Cái áo lông này cũng rẻ thôi. Cái áo lông này thì Liễu mua ở bên Paris đó. Paris thì mình mua cái áo lông này với giá là khoảng là 30.000 thôi, 30.000 đô đó. Ừ, nó cũng cũ rồi, mình mới mặc được khoảng 1 tuần thôi. Mình cũng không thích, mai mốt mình sẽ tặng bạn nha. Ừ. Sao? Hộp xoàn của Liễu hả? Đây là hộp xoàn Liễu mới mua. Đây, hộp xoàn đây nè, cả nhà thấy không? Đó, hộp xoàn này là Liễu phải cất công qua đến Nam Phi để mua. Bởi vì hộp xoàn bên Nam Phi là rất là quý. Đó, và người ta là các bạn nhìn là những cái vết cắt rất là tinh xảo. Và cái hộp xoàn này đó thì Liễu mua với giá là 1 triệu đô. Mì gói con. Xin chào cả nhà. Dậy xíu, con đang làm cái chuyện. Ai hả? Oxin của mình đó. Oxin là tính nước ngoài là ba đó ba. Oxin. Oxin. Đây Oxin của mình đây. Oxin chào mọi người đi. Oxin chào mọi người. Đó, Oxin của mình đó. Oxin của mình mới vừa nấu đồ ăn cho mình. Đó, ngày hôm nay thì Liễu ăn món vi cá mập đó. Đâu, mì gói mà. Mình đang ăn mì gói nấu với lại vi cá mập. Oxin mình thấy mình ốm quá cho nên là cho mình ăn vi cá mập để cho mình mập lên. Mình mập gì hay không ốm đâu con này. Cháu. Oxin kỳ quá à, ngày mai tôi đuổi luôn. Con mũi đi luôn. Thì mình xin nói về cái hột xoàn nha, nãy đang nói cái hột xoàn. Đó. Xin chơi trò chơi.
Ô chị mình dễ thương lắm. Đó thì cái hộp sòn này thì mình mua với giá là 1 triệu đô nha. Nó rất là đẹp, nó rất. Má con có cái y chang vậy luôn. Không, cái này con mua, cái này tôi mua ở bên Nam Phi một. Bữa má mày mua ở chợ Tây Thạnh có 15.000 cái hả? Ô xin của mình mua gì mắc gửi con để cây má gửi lên cho chục. Ba con đang làm công chuyện ba đừng để ba chơi đó. Thì đó là cái này là vật mắc cái ra, cái này là chọi chó cho chết, chọi châu chết luôn nha mọi người. Thì Liễu đang lấn qua một cái lĩnh vực mới, đó là một cái lĩnh vực gọi là buôn bán gọi là bờ ngọc đó. Thì đây là cái miếng ngọc đó. Liệu bây giờ Liệu đang cái này là cái miếng cái đít thùng nhựa đổ xăng ở dưới quê. Gì sao cô nói gian dấu ở trên cái TV vậy? Đây là cái chuyện làm ăn của con. Ba muốn mỗi tháng nằm rung đùi để đếm tiền không thì ba làm ơn ba để cho con làm ăn. Con nói gì kệ nè, con. Thì có cái đít thùng nó mới vậy thôi. Trời ơi ba sao ba đít thùng hoài vậy ba? Thôi nói đi. Ba, tao thấy mày nó xạo tao không ưa rồi. Xạo đâu mà nói gì kệ. Mà cái đít thùng này mới đưa vô ngập ở bên nào. Mà cái đít thùng. Thì thật ra là cái miếng ngọc bội này nó có tên tiếng Anh là Ditum. Đó, thì nó cái tên tiếng Anh của nó là Ditum đó. Những bạn nào mà về kinh doanh nè, cần về phong thủy đó thì người ta đang rất là thích những cái vật phẩm này để trấn lại, để giữ tiền lại cho người ta. Đó, và cái miếng này á, thì mình mua ở bên miếng điện nha cả nhà. Đó, và nó... Cho chị đang làm ăn hả? Chị đang làm gì? Hello. Dạ, rất là dễ thương. Dạ, hello mọi người. Đó. Chị ơi, em muốn... em cũng đợi chị chút xíu. Xin lỗi mọi người nha, mình sẽ nói chuyện sau nha. Tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới Liễu. Cảm ơn. Bye bye. Trời ơi, chị ơi, có chị ơi. Dạ. Chị. Đây, ba kiểu gì? Đây là nguyên tài sản của em. Trời ơi, nhiêu đây? 50 triệu. Ủa, em ơi sao mà ít vậy? Trời ơi, đây là em gồm hết sức luôn á. Em mượn tiền của bạn trai của em luôn á chị. Ồ, 50 triệu hả? Dạ. 50 triệu thì chị sợ là không có được nhiều đó. Không có được cái khi mình bán ra cái phần lời của em không được nhiều. Nhưng mà không sao, em muốn làm ăn thì chị sẽ giúp đỡ cho em. Trời ơi, cảm ơn chị nha chị. Chị phải để lời cho em nhiều thiệt là nhiều nha. Thương lắm chị, thương lắm chị. Mình cũng là phụ nữ với nhau mà, đúng không? Chị ba lấy tiền người ta chi? Đâu, bé Út là đang làm ăn bán đít sườn với con Ngọc Bội. Ba thấy nó kỳ kỳ nha. Không có gì đâu kỳ kỳ, chuyện làm ăn của con ba đừng quan tâm. Chị rất là giỏi vì làm ăn thì con nhờ thôi. Đó, ba thấy chưa ba? Đâu thể nào làm cái gì mà giàu nhanh vậy được. Lỡ sau này có chuyện gì rồi nó chùm lên là mặt mũi hàng xóm láng giềng nha con. Ba ơi ba. Ba Liễu rồi. Ba sao ba kỳ vậy ba? Con đang làm ăn mà ba làm vậy là chết con luôn. Liễu đâu? Nhà đây là nhà Liễu không? Liễu. Việc cái, làm ăn gì chết rồi hả? Có gì không con? Trời đất ơi, kêu làm ăn bây giờ trời ơi, bất động sản. Tôi nói là tôi không có thích ở trong hẻm, giới thiệu ra ngoài lộ. Bà lộ đâu ra biểu của bà Liễu? Liễu Liễu, đứng lên nói chuyện con. Ra là giới thiệu tôi khu đất đó là ngon lắm, là khu này là đắc địa, dân cư đông đúc mà được cái yên tĩnh lắm, không ai phiền ai. Chứ chờ hoài không có thấy dắt tôi đi coi đất, tức mình quá, tôi ra tới nơi tôi coi. Cái đất nó hơn đắc địa đó, nó là cái nghĩa địa luôn. Dân cư ở đó yên tĩnh, tôi tới tôi chào, không ai nói tôi một tiếng nào. Không ai trả lời mà tôi cũng không mong ai trả lời luôn. Ủa thì tôi giới thiệu đúng rồi thôi chứ. Tôi đặt cọc cả tỷ rồi, bây giờ không được trả tiền lại cho tôi. Trời, anh không biết cái khu đó nó phát triển, nó mai mốt mà nó nên giải tỏa khu đó là khu đó ngon lắm đó. Biết chừng nào nó giải tỏa? Thì khoảng 50 năm nữa. Anh mắc cười quá, bây giờ dự án người ta lên rồi, lỡ nhiều khi người ta hứng người ta giải tỏa sớm thì sao? Trời 800 triệu của tôi đâu? 800 triệu tôi đưa cho cô để đi sửa sắc đẹp đâu? Ủa? Cô lên. Sửa sắc đẹp là sao anh? Trời ơi, sao nữa, lên livestream này tôi coi livestream nói là quen bác sĩ bên Hàn Quốc. Xong là tôi biết bây giờ là tôi xin sửa sắc đẹp thì nói là mặt tôi là con nét Phú Quốc rồi. Bây giờ chỉ sửa 800 triệu là ra Hàn Quốc. Và cuối cùng đưa cho nó 800 triệu, nó dẫn đi cắt tóc không về à? Trời đất ơi.
bây giờ 800 triệu đâu? Anh là anh Khoa phải không? Trời ơi, anh đẹp quá, em nhận không ra. Wow, trời ơi, cái mái tóc này nó rất là hợp với anh đó. Hợp cái gì? Tóc người ta lúc đầu nó bơm sờm như là tóc đẹp lắm. Nó sửa ra cái nét, cái con gì của Phú Quốc, cái còn cái đường lằn gì không nè. Nói ra là con nét Phú Quốc là giống con chó Phú Quốc hả? Anh ơi, cái nét... Anh hiểu lầm rồi. Ý tôi nói cái nét Phú Quốc ở đây là cái nét sao? Cái nét là trời phú cho anh có một cái dung mạo như con chó. Không phải. Như người Hàn Quốc đó, anh hiểu không? Và cái người cắt tóc cho anh không phải là một người thợ bình thường, họ là một người thợ không cắt tóc. Không nói nhiều nữa bây giờ. Đợi đợi đi. Tôi phải ở nhà này bây giờ. Mất tiền nè. Ông này ai? Hả? Tại sao em không nghe máy quan tâm một tuần nay? Em làm cái gì mà không nghe máy anh có tuần nay hả? Em kêu anh giả bộ làm bác sĩ đi phẫu thuật cho cái thằng kia, rồi em lấy tiền của nó đưa anh mà. Rồi tiền đâu? Tiền đâu? Bác, thằng này hôm bữa dẫn đi cắt tóc này. Là thằng này làm nó không phải bác sĩ hả? Bác sĩ chú y. Chú y thì phải khám cho Phú Quốc, đúng rồi. Mọi người đừng bình tĩnh. Thôi, bây giờ nó nói chuyện được với mấy cậu, tôi nói chuyện với mấy cậu. Ông là ai lại giả cái gì đó đúng không? Tôi là ba của nó. Tôi xin lỗi mấy cô mấy cậu. Ông là ba, giờ ông có tiền không? Ông đưa tụi tôi tiền đi. Liệu à? Dạ. Ba đâu cần con kiếm tiền về cho ba với má đâu. Ở dưới quê mà có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Con lên Sài Gòn chia được con ăn mặc đẹp, rồi cũng đi lường gạt người ta. Hả? Gia đình mình nghèo lâu rồi ba. Con muốn đổi đời mà ba. Đừng lấy nghèo là cái cớ rồi làm điều sai trái với người khác. Nghèo không có nhục, chỉ có những người vì nghèo mà đạp đổ tất cả mới là nhục. Nhưng mà nghèo người ta sẽ coi thường mình đó ba. Không ai coi thường những người nghèo, chỉ coi thường những người nghèo nhân cách thôi. Tôi dạy con chưa có đủ giỏi nên nó có lỗi với mọi người. Tôi cũng xin mọi người cho nó cơ hội sửa sai. Chứ bây giờ mọi người báo chính quyền là coi như tương lai nó chấm hết. Cũng xin mọi người cho tôi ít thời gian còn lại của cuộc đời để tôi sửa sai cho con gái tôi. Ôi, con xin lỗi. Con xin lỗi ba. Con biết con làm vậy là con sai rồi. Từ nay về sau con hứa con sẽ không có lường gạt ai nữa. Ba ơi, có gì ba cho con mượn đất con trả nợ cho người ta nha. Mai mốt con sẽ kiếm tiền con trả nợ lại cho ba với má. Con không để cho nhà mình nghèo khổ nữa đâu. Thế giới trên mạng là ảo, nhưng mà hậu quả là thật. Mất tiền, mất bạc không sợ, mất nhân cách thì cả đời không bao giờ tìm lại được. Thôi bây giờ vậy, tôi hứa tôi sẽ bán hết đất đai dưới quê, trả hết cho mọi người. Rồi sau đó tôi sẽ live stream bán hàng từ đầu. Không. Tôi sẽ đi làm ruộng, làm nương, làm rẫy bằng mọi giá. Tôi sẽ trả hết tiền cho tất cả mọi người. Được chưa? Dạ. Vậy nghe được á. Con bán nha ba. Mày bán cho nó. Mày bán cái giá trị đó. Mày bán cái giá trị đó được không? Dạ không có ba. Mày không bán được chứ tao tán vô mặt mày đó. Dạ. Bỏ luôn, thề bỏ luôn. Dẹp hết cái đám này đi. Dạ.